Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Robot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản tổng tịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký để nhận được những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em dự án Chi Financy. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link dưới tới phần mô tả video. Sau đó các bạn nút start để chatbot, tiếp theo ta hoàn thành việc captcha. Ta nút join group để được join group Telegram. Cho tiếp mình Discord này. Twitter. Discord thì chúng ta sẽ ấn vào dấu tích để vary nhé. Ta follow Twitter này. Retip in tweet và tap 3 người. Sử dụng cái thẻ test ở đây. Chúng ta sử dụng một địa chỉ ví Seno nhé. Một dàn đến từ mạng Seno rồi. Chúng ta đã có video hướng dẫn tạo ví Seno nha anh em nhé. Ta nai vào retweet pin tweet này, chọn grow tweet, test người dùng, đây thì mình sẽ test vào 3 người. Ta chọn grow tweet này, ấn về từng nhà đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành khai báo nhé. Go hash, chúng ta chọn don. Điền profiling của kênh Twitter, ta copy phần profiling và paste đây này. Discord, chúng ta vào phần username, copy phần username Discord, paste đây này. Địa chỉ ví Seno, chúng ta dùng ví Ethereum ở trên chiếc wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ ví test, sau đó quay trở lại gọi paste vào. Tắt vào static có thể check được số dư anh em nhé. Ok rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Chi Financy, một dự án xây dựng trên nền tảng Seno. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Xin chào tiếp theo.